đó mình tạc như vậy thôi nha mọi người nha, để cho nó đi tới đi lui, là nó chỉ cần nó vô trong vết thương của nó là được. Hello mọi người nha, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Gà Lang Thang. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ. Thì theo yêu cầu của tất cả mọi người thì hôm nay mình sẽ tắm cho con chó nha mọi người nha. Thì hôm bữa mình có đi bác sĩ thú y á, mình có hỏi là nếu như mình đi khám về mình có thể tắm cho con chó được không, thì bác sĩ nói là con chó nó đang bị yếu á mọi người, mình không có nên tắm cho nó. Nhưng mà mình thấy uống thuốc với thuốc y á mọi người, với lại xịt thuốc kháng khuẩn lên con chó, cái chân của nó, cái vết thương nó rất là lâu lành luôn. Nên hôm nay mình sẽ kết hợp với những cái bài thuốc nhân gian nha mọi người. Mình sẽ nấu nước nóng với lại nấu nước lá cây á mọi người ạ. Rồi mình sẽ bỏ phèn chua vô nữa. Rồi mình sẽ mang con chó ra và tắm cho nó, cho cái vết thương của nó nhanh lành, cái màu khô á mọi người. Ok, đi thôi mọi người. Đây là cái lá nhầu nè mọi người. Không biết mọi người có biết cái lá này không? Thì cái lá này nó có cái trái ăn nó kiểu như nó mùi khai khai á, nó trị bệnh rất là hay nha mọi người nha, trị bệnh hen suyễn á, hay lắm, cực kỳ luôn á. Mình sẽ hái vài lá này để mình nấu nước tắm cho chú chó nha. Bây giờ mặt trời nó đang lên á, trời nó nóng nóng á, thì mình tắm cho nó đỡ lạnh. Nhà mình trồng quá trời cây luôn nè, đó, trồng 1, 2, 3, 4, 5 cây luôn, để cho nó ra trái, mình lấy trái của nó để chữa bệnh đó mọi người. Mình hái được mớ rồi, bây giờ mình sẽ ra bài kia hái cái lá lốt nữa. Ở chỗ đây có lá lốt nè, cái mùa này nó khô hết rồi, giờ mình sẽ hái những cái lá nào mà nó còn nguyên nguyên á. Cái lá này người ta hay nướng thịt đó mọi người, cuốn lại nướng thịt đó. Bây giờ mình mang vô nhà rửa cho nó sạch nha. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra nha, cắt nó ra để cho mình bỏ trong cái nồi á, nó ra cái chất của trong cái lá thì nó sẽ tốt hơn, chứ đừng có để nguyên lá nguyên lá. Trong thời gian chờ đợi nước nó sôi á thì mình cho con lượm nó ăn trước nha mọi người.
cho nó ăn no tầm khoảng nửa tiếng, một tiếng gì đó thì mình mới cho nó đi tắm nha. Giờ con lượm mới đang nằm nè mọi người, thì chắc nó cũng đói bụng rồi đó. Cái chân của nó này mọi người, đó thì nó đã không có còn chảy nước giống như lúc trước nữa, nó đã khô rồi nhưng mà nó chưa có kéo da lại. Mình lấy cái lồng này nè, mình bỏ vô xong mình bỏ cơm cho nó vô nó ăn nha mọi người, để mình đánh lừa nó cho nó vô nó ăn, xong mình sẽ nhốt nó trong cái lồng này luôn. Tí nữa mình mang cái lồng ra thì cho nó tắm nha, tại vì mình chưa có thùng nó đâu. Con chó mà đây là con chó hoang mà, mình chưa có thùng nó, mình sợ nó cắn mọi người ạ. Hôm bữa mình cho nó ăn, nó kiểu như là mình vừa mới để tay vô là nó phập mình một lần rồi, nhưng mà không có trúng á, nó là hên luôn. Khi mà con chó dại á, nó mà cắn mình á, mình bị dại luôn nha mọi người nha. Nó mà chết là mình chết theo nó luôn đó, nên làm gì cũng phải cẩn thận. Có nhiều anh chị góp ý nói với mình thì cạo lông nó đi rồi tắm nó đi, nhưng mọi người không có biết là cái con chó này mình chưa có thùng nha. Nếu mà mình cạo lông nó hay là đụng của nó là nó cắn nha mọi người. Hôm nay mình cho nó ăn cơm thịt heo nha. Đây là thuốc nè, thuốc mình đã nghiền nát ra rồi. Cái gì mình đổ vô, đổ cho nó ăn. Mọi người, thì con chó này nó chịu ăn lắm, nó mình đổ thuốc vô là nó ăn rồi mọi người à. Nó rất là dễ ăn, mình để nguyên viên cũng được nữa, nhưng mà mình nghiền nát ra cũng được, rất là chịu ăn ha. Mình cho nó ăn thịt heo này với lại trái bí đao á, với lại nước canh thôi chứ không có cho nó ăn mặn. Thịt heo thì mình bỏ một tí nghệ vô cho nó tốt với đường ruột á. Giờ nó rất là đói rồi nè mọi người thấy không? Đó, thì mình sẽ bỏ nó vô trong cái lồng nha. Cho nó vô nó ăn. Vô ăn đi con. Ăn đi lượm. Vô ăn con. Nó sợ mọi người ạ. Tại vì hôm bữa nó bị mắc bẫy một lần rồi. Đó, nó rất là đói luôn nha mọi người nha. Thì mình đã đem nó về được 3 ngày rồi, nó đã mập lên hơn lúc trước rất là nhiều. Nó ăn rất là khỏe nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đậy lại cái nắp lại nha, đậy lại để cho nó ở trong đó, là nó ăn xong rồi nó nằm trong đó luôn. Tí nữa mình đưa nó ra ngoài nó tắm. Để cho nó đi vô mọi người. À, nó chui ra. Tí nữa mình tắm nó trong cái chuồng này luôn, để cho nó ăn no đi mọi người ạ. Chứ mình sợ mình bỏ nó trong cái lồng này á, rồi mình đẩy nó vô quá là cái chân nó đang bị đau á mọi người. Nó chảy máu á, đau nó tội nghiệp nó lắm. Tí nữa mình dọn hết cái chỗ này xong rồi mình tắm cho nó ở trong này luôn. Mọi người thấy nó ú chưa? Đây nó mập rồi đó. Nó không có còn lòi xương thịt nữa kìa. Hôm bữa mình đem nó về, mọi người xem những cái video cũ á, trời ơi, xương của nó lòi lên luôn. Hai cái đùi của nó không có nhìn thấy thịt nữa đâu, xương không à. Nhìn nó ghê lắm. Hôm bữa giờ mình chăm sóc cho nó mọi người. Mọi người biết không, sáng mình phải dậy sớm nè, xong rồi mình làm đồ ăn cho nó ăn. Mình còn chưa kịp ăn sáng đâu mọi người à. Không có bữa nào mình ăn sáng mình ăn trưa không à, tại vì không có thời gian để ăn sáng luôn á. Rồi tối nào mình cũng thức dậy khuya á, thức dậy xong rồi mình đi ra mình coi nó như thế nào, coi nó có lạnh hay không, mình sẽ lấy đồ mình che lại mọi người. Gió nó thổi mấy cái này bay ra nè, rồi mình lấy áo đồ này mình bỏ lên mình che cho nó nằm, mình sợ lạnh nó. Cái chân của nó là nó không còn ướt nữa, không có chảy mủ nữa mà nó khô lại. Nói chung là nó đã lành khoảng 30% rồi mọi người ạ. Thì mình mới đem về có 3 bữa thôi mà, vài bữa nữa chắc chắn là nó sẽ đẹp nha. Nó mà lành cái chân á thì mình sẽ đưa nó đi tắm biển mỗi ngày luôn cho nó sạch. Ở trên cái da của nó chóc ra một cái lớp da gì đó, chắc là mình nghĩ là nó chóc ra cái lớp da đó là nó sạch luôn á, lông nó sẽ mọc lại nha mọi người. Hôm bữa mình đem về thì nó không có chóc da đâu, mình chăm sóc cho nó, mình cho nó uống thuốc này kia thì nó chóc da ra nè, cho mọi người xem nè. Đó, nó chóc ra một cái lớp da gì đó. Giờ nó ăn no thì mình để cho nó nghỉ ngơi một tí nha, tầm khoảng nửa tiếng hay là một tiếng gì đó thì mình sẽ tắm cho nó. Bây giờ mặt trời mây nó che lại rồi, trời nó không có nóng á, nên mình chưa có tắm rồi. Tí nữa mặt trời nó ló lên thì mình sẽ tắm cho nó thì nó sẽ ấm hơn ha.
nó đi vòng vòng rồi. Cái nồi mình đã nấu và để cho nó nguội rồi nha, để nước nó ấm ấm á, không có cho nó nóng, vì nếu mà nóng quá thì cái con chó nó sẽ bị phỏng á, nóng quá nó nhảy rồi mọi người. Đây là phèn chua mình giã nát nha. Phèn chua thì nó lành vết thương rất là nhanh luôn. Cái con heo mà nó bị đứt cái đuôi ra mọi người, nó không phải là đứt đuôi mà nó sắp xuất ra luôn rồi đó. Mà mình lấy cái nước này với lại phèn chua á, mình rửa cho nó mỗi ngày cái đuôi nó liền luôn đó mọi người ạ. Rất là hay. Nhiều khi á mấy cái thuốc nhân gian á lại trị bệnh rất là hay nha mọi người. Mình làm cho phèn chua nó tan ra, lượm nó ăn no nó nằm từ nãy giờ nè mọi người. Thì mình sẽ lấy cái nước thuốc đó mình tưới trên người nó thôi nha mọi người nha, chứ mình không có kỳ cọ trên người nó được, tại vì cái con chó này mình chưa có thuần được đâu, nó là chó hoang mà, với lại chưa có chích dại nữa. Nếu như mình làm nó sợ quá, mình sợ nó cắn mình mọi người ạ, nó cắn mình là mình bị dại luôn nha mọi người nha. Đó thì mình sẽ tưới lên trên người nó, mình để khoảng nửa tiếng đồng hồ cho cái nước thuốc á nó thấm vào trong người nó, xong mình sẽ tắm lại bằng nước ngọt cho nó sạch nha. Thì thứ sáu tuần tới này nè, bữa nay là thứ hai rồi, tới thứ sáu thì mình sẽ đi ra bệnh viện thú y á để mình khám lại cho nó nha. Bây giờ mình sẽ tắm cho em ấy nha mọi người nha, tại vì mình đang ở trong trong một cái lồng, cái nhà như mình với lại nó là đấu 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 trường vậy nha mọi người, đấu trường sinh tử đó. Thì mình sẽ tạt lên vết thương của nó thôi, tại vì nó cũng chưa có thuần á, với lại con chó thường thường nó ít khi nào mà nó chịu tắm đó mọi người ạ. Mình sẽ bao tay vô nha mọi người nha, cho nó an toàn. Mọi người thấy không, nó kiếm giải nó nằm thấy không, thì giờ mình tắm cho nó luôn, mấy cái giải đó mình bỏ luôn, tí nữa mình bỏ mấy cái giải khác vô nha mọi người. Đó mình tạt như vậy thôi nha mọi người nha, để cho nó đi tới đi lui, là nó chỉ cần nó vô trong vết thương của nó là được. Vô đây con. Nó kiếm chỗ nó chui vô mọi người ạ. Con nào? Con nào? Rồi ok hết rồi mọi người ạ. Mình đã tạt cho nó hết cái xô rồi nè. Còn có tí xíu thôi nhưng mà toàn lá không à. Thì giờ vết thương nó mọi người, nó chỉ cần cái nước nó vô trong vết thương là ok. Giờ mình sẽ dọn dẹp hết và trải nghiệm nó cho nó nằm nha. Rồi mình sẽ cho nó ăn trưa nha mọi người nha. Mình vừa mới tắm nó xong nè, rồi mình tắm lại nước ngọt nữa, rồi mình để cho nó nằm một thời gian á, khoảng 30 phút rồi đó. Bây giờ mọi người thấy nó sạch sẽ hơn chưa? Ở trên cái đầu của nó thì nó chóc da mọi người, không phải là cát đâu nha, nó chóc da ra, nó chóc một cái lớp da ra. Còn ở trên mình nó chóc gần hết rồi nè. Giờ mình lấy cơm cho nó ăn nè. Đây là bữa ăn trưa của nó nè, thì mình cho nó ăn là bí đao á mọi người, với lại thịt mình luộc nha. Thì cho ăn luộc, không có ăn mặn, ăn gia vị đồ, có nhiều anh chị góp ý cho mình á thì mình sẽ làm theo nha. Đó, thịt mình cắt nhỏ ra mọi người. Hồi sáng mình cho nó uống thuốc rồi, thì bây giờ trưa mình không có cho uống thuốc nữa. Giờ mình cho nó ăn no rồi nó ngủ thôi, rồi chiều mình cho nó ăn nữa. Rồi mai mình sẽ cho nó lại uống thuốc ha. Dậy, dậy ăn cơm con, lượm ăn cơm đi. Nó đang nằm nó lạnh đó mọi người ạ. Nó run. Mọi người xem cái chân của nó nè. Hôm bữa thì nó chảy nước ra nhiều lắm, hôm nay thì nó đỡ rồi. Với lại nó chóc mấy cái da ra, mình nhìn thấy cái thịt nó rõ hơn luôn. Nhưng mà nó khô, nó khô hẳn hơn hôm bữa. Hôm bữa nhìn nó ghê lắm mọi người ạ. Giờ cho nó ăn. Con chó này nó khoái ăn thịt. Hôm nay nó khỏe lên rồi mọi người ạ.
Thì cứ tiếp tục như vậy nha mọi người nha, cứ hai ba bữa thì mình sẽ tắm cho nó một lần. Mình sợ tắm nhiều quá không có tốt cho nó, tại vì vết thương nó đang còn hở. Giờ này tầm khoảng là 1 giờ chiều rồi mọi người ạ. À, 1 giờ chiều nhưng mà mình chưa ăn sáng luôn mọi người. Sáng giờ mình lục đục rồi mình nấu này kia rồi mình quay video cho mọi người xem, chăm sóc cho nó, dọn dẹp đồ này kia, mình vẫn chưa ăn sáng luôn. Giờ 1 giờ vẫn chưa ăn trưa luôn, tí nữa mình ăn luôn, chắc mình ăn chiều luôn quá mọi người ạ. Mình quay video thì chỉ quay có một mình thôi, anh Tính thì anh Tính đã về nhà rồi mọi người ạ, không có còn đi theo mình nữa. Thì lâu lâu ví dụ như mình quay cái cảnh nào đó mình cần phải có anh Tính đi theo hỗ trợ cho mình thì mình mới kêu gọi anh Tính thôi, chứ bình thường là mình vẫn tiếp tục làm video một mình nha mọi người nha. Năng no rồi đó, năng no nó còn biết lau miệng nữa nè mọi người. Trời, mọi người thấy chưa, trời 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 trời, khôn ghê chưa. Cơm nó dính ở trên cái mũi nó lấy cái giải nó lau miệng nó. Trời, nó khôn ghê thiệt chứ. Trời trời trời, đó lau miệng xong bây giờ nó ăn lại. Ô, khôn thiệt, con chó này nó khôn thiệt á mọi người ạ. Đó thì nó ăn xong rồi nó sẽ ngủ nha mọi người nha, ăn xong thì mình để cho nó ngủ rồi mình cũng xin dừng video tại đây luôn để mình đi ăn cơm mọi người, ăn cơm trưa nữa, mình chưa có ăn cái gì hết á. Rồi cho mình gửi lời cảm ơn tới anh Đông Châu ở bên Mỹ. Anh đã nhờ vợ của anh là chị Nghiêm Mai gửi cho mình 100 đô và cô Thanh ở bên Mỹ gửi cho mình 100 đô để hỗ trợ cho mình chăm sóc chú chó này nha mọi người. Mình chúc cho anh và gia đình anh với lại cô Thanh, gia đình cô Thanh được nhiều sức khỏe nha. Rồi mình cũng xin dừng video tại đây luôn. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi, dành thời gian báo xem video của mình nha. Nếu mọi người yêu mến mình thì đừng quên giúp mình một like và đăng ký kênh, chia sẻ video này. Bye bye mọi người nha. Mọi người hãy góp ý cho mình để mình học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm nha mọi người nha. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye mọi người đi con.